Thưa quý vị, nhằm tạo không gian công cộng và điểm nhấn cho đô thị Đồng Xoài, một vườn hoa rộng gần 12 hectare đang được thành phố triển khai xây dựng. Được biết thì gần 2 tháng qua, xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài đã huy động nhân lực tập trung xử lý mặt bằng khu đất dọc bờ hồ Suối Cam để làm vườn hoa thành phố. Và mọi công việc đang được khẩn trương thực hiện. Hoa thì cũng đã bắt đầu được trồng và chắc chắn Tết Nguyên đán năm nay, Đồng Xoài sẽ có vườn hoa đẹp để người dân, du khách tham quan lưu lại những khoảnh khắc năm mới tại đây. Ghi nhận tại khu đất ven hồ Suối Cam cạnh đường Hồ Xuân Hương, những ngày này, đông đảo công nhân của xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài tập trung tại đây để trồng hoa. Nhiều loại hoa giống với số lượng lớn đã ươm sẵn và được vận chuyển đến đây để trồng theo từng hàng, từng khu vực, tất cả đều theo thiết kế, bày trí, khoa học, thẩm mỹ. Để tạo điểm nhấn cho cái khu trung tâm của vườn hoa với diện tích nó hơn 11 hectare, thì xí nghiệp công trình công cộng có đề xuất phương án là tức là làm một cái view từ trên cao nhìn xuống để mà cho người dân có thể đứng ở đó chụp hình check-in. Và cái vị trí đó thì chúng tôi có lát gạch và lắp đặt lan can ở khu trung tâm chính. Còn những cái khu phụ thì chúng tôi cũng tạo một số cái mô hình, tổng mô hình thì dự kiến khoảng chừng 4 mô hình là do bên xí nghiệp tự thiết kế, tự lắp đặt. Trên cơ sở mặt bằng hiện trạng, khu đất đã được thiết kế và thi công các tuyến đường nội bộ, tạo các tiểu cảnh, trồng cỏ, trồng hoa, hồ sen và các điểm nhấn. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 50.000 cây hoa được trồng tại đây. Được biết do kinh phí trồng hoa hoàn toàn là kinh phí vận động xã hội hóa, trong khi số lượng hoa quá lớn, nên trước mắt các loại hoa được trồng có chi phí sống thấp, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và chịu được thời tiết nắng nóng của địa phương. Hiện hoa giống đã được ươm và chăm sóc tại vườn ươm của xí nghiệp công trình công cộng. Một số khác phải đặt tại các nơi cung cấp. Tuy nhiên, vấn đề quan tâm nhất hiện nay đó là việc chăm sóc vườn hoa. Theo tôi nghĩ là bây giờ nếu mà cái vườn hoa này, nếu mà làm được để mà nó xanh tốt, thì cái thứ nhất là bây giờ thì cái nguồn nước tưới là hàng ngày mà mình chăm sóc là phải đều đặn. Ngày là phải tưới 2 lần, mà tưới là phải thẩm thấu. Tưới là phải là gọi là cái độ sâu của nó phải dưới gọi là khoảng 20 phân thì cái lượng nước nó phải đủ. Bây giờ thì ở cái khu vực này ấy, thì cái đất của mình ấy, là đất mượn, mà cái đất màu thì nó không được dày lắm, nên vậy là mình phải cái cách chăm sóc của mình nó càng phải tốt hơn, chứ không phải là như thí dụ là như ở cái vườn của người ta đã canh tác từ lâu rồi thì nó là dễ. Theo kế hoạch, vườn hoa thành phố Đồng Xoài sẽ được thi công theo nhiều giai đoạn và mở rộng mỗi năm. Trước mắt giai đoạn 1 sẽ thiết kế thi công đường nội bộ, trồng hoa, tạo cảnh quan, điểm nhấn trên diện tích khoảng 4 hectare. Như vậy là trong dịp Xuân Nhâm Dần 2022 sắp tới, người dân Đồng Xoài và du khách sẽ được tham quan chiêm ngưỡng vườn hoa tuyệt đẹp để thêm tự hào về một thành phố trẻ đáng sống mang tên Đồng Xoài.